phải cho có link. À dễ nhá hả? Ừ. Trường tầm là lên đây quay đúng không? Kêu bà Ly làm nhiều chưa bà? Lỡ mình đi đâu rồi không khỏe. Đi nặng được đúng không? Mấy quay nghỉ dưới này. Dạ nha. Đi lên không quay nữa hả? Ừ. Cố gắng em nhé, chuẩn bị đau. Không biết khi mua cho nó ôn được. Dễ, sợ không được lung chứ. Mà lên cái lãng tắt liền luôn hả? Ừ, với lại nó lên ít. Chuẩn bị nó lên mắt đi xoát lên. Ngày 2 ngày mắt đi xoát.
Còn cái cây chi nó còn làm được không? Cây ấy là cây của họ, mấy người kia cùng rửa dòng mấy làm mới lại không được đúng không? Một cùng cái học bên cùng thì hình như cũng không được chỉ trời. Đang kinh cố ăn ít ít về cái thằng được. Còn nữa không có. Đúng rồi. Nó ít lắm luôn á. Như nó của mình đó. Mà hắn là tệ hơn mình nữa. Tệ hơn người chính của mình nữa đó. Thì mình cũng rất là mình cũng nhanh rồi đó, mình cũng nhảy vô nhanh rồi đó. Thôi kệ nha. Bởi mình cũng hay rất là mừng với cha. À, chúng xôn xa nhưng mà vẫn còn hết. Không được xôn xa là như vậy cũng được. Thôi nó ổn cho mình là được kìa. Sợ cái nó bị nữa là thôi. Buồn, đúng buồn luôn á. Hà Na hả? Hà Na thì nó cùng dòng mặt đi xoát á. Được xem ít rồi. Ừ, người xem thì thấy ít hẳn hơn. Nhưng mà nói chung là vẫn đỡ. Vẫn còn còn được hơn. Được, được, tạm tạm. Đỡ hơn không trời nữa. Đi răng. Huệ máy cũng tạm hết trơn. Huệ chưa vừa lòng. Càng nhiều càng ít. Hôm nay nữa giờ tầm gần 5 tháng rồi. À, mới được có 2. Nói chung mình được 2 tháng chứ mày. Chị Loan nói rồi đó, nhớ đó nghe, muốn gì là chiều nãy nghe. Chị còn nợ em mà, chứ dẫn em đi mà. Chị dẫn. Nó bao màn được không? Tôi mua màn ăn được à? Cái chi ăn cũng được thấy. Tuấn khi đó đi ăn tôm hùm lên này. Kệ cứ hưởng đi chứ quả em hay. Ít bữa ăn. Tụi bài hơi chơi lớn quá mà, hay tròn tròn cho chị quá mà. Phúc rồi còn la gì nữa trời. Nắng cho đi rồi em. Nắm cho không được à?
uống nước để siêu âm à ha. Ghê hệ bên này kinh quá ha. À chào. Bữa trước đi thì hồi trước gì là hay lắm, giống như vẫn ngỡ lần đầu á. Cái gì màn hình nhỏ nhỏ mấy cái gì kia không nhìn cái số mặt mình chị. Xong gần xong rồi á. Bác sĩ bảo cho em nhiều màn hình, cho nên nhìn vào là hiểu rõ hơn. Cái công việc kia là đi trên đêm kia. Thầy quý, quý cả cùng luôn á. Thể có kinh nghiệm đúng không mẹ, từ từ ai biết đâu. Cố gắng em ơi.